hai cái hàng năm anh đó chịu được đâu. Con bé như xưa của nó dạ mình xong con rồng con phượng nó bảo kêu bảo vua thì sao mình còn kiến thấy nhiều chuyên phá đúng không? Chịu tốt nha, chả thấy đau gì. Càng ngày nó càng mờ dần đi đến khi nào lớp mực đẩy ra bên ngoài cùng. Càng mờ thì càng đỡ đau.